chiến trường sục sôi, giao tranh căng thẳng. Nga hạ gục hoàn toàn xe tăng bay T-72B3 của Ukraine chỉ bằng một quả đạn. Chưa dừng lại, Moscow bắn hạ hai trực thăng Mi-8 của Kiev sau khi mất cường kích Sumatra. Quân Nga áp sát địa ngục Bakhmut, lính Ukraine và dân thường tháo chạy tán loạn. Điện Kremlin mang vũ khí đặc biệt sẵn sàng đánh giáp lá cả tại tử địa miền Đông. Trong bối cảnh đó, Kiev hao tốn đạn dược chóng mặt, Mỹ và châu Âu chạy đua sản xuất vũ khí. Diễn biến liên quan, ông Trump hứa giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ, phản đối ủng hộ Kiev quá mức. Tin tức khác, Triều Tiên kêu gọi Liên Hợp Quốc ngăn Mỹ, Hàn tập trận chung. Bình Nhưỡng tố Washington làm sụp đổ hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế. Trung Quốc tuyên bố tiếp tục nỗ lực thống nhất Đài Loan bằng biện pháp hòa bình. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên bản tin chính thức của TVBS nâng tầm kiến thức. Trong bản tin đầu tuần mới, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những cập nhật liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, cũng như các tin tức nổi bật khác trên thế giới trong vòng 24 giờ qua. Ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý. Chiến trường tại Ukraine cuối tuần qua vẫn sục sôi với nhiều diễn biến căng thẳng. Trong khi Kiev liên tục nhận về nhiều thất bại nặng nề, thì Nga lại đẩy mạnh đà tiến công, giành được ưu thế đáng kể trên nhiều mặt trận. Mới đây, máy bay không người lái của Moscow đã thị uy sức mạnh, phá hủy một chiếc xe tăng T-72B3 của Ukraine. Đáng chú ý, chiến xa Kiev bị hạ gục chỉ bằng một quả lựu đạn. Theo thông tin được đưa, UAV Nga đã phát hiện chiếc xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng trên chiến tuyến. Sau đó, một quả lựu đạn từ UAV được thả vào cửa của xe tăng. Đánh giá qua vụ nổ và ngọn lửa phát ra, chiếc xe tăng đã bị phá hủy chỉ trong vài giây. Hình ảnh từ video cho thấy không có kíp lái của Ukraine bên trong phương tiện chiến đấu. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự chú ý đến thực tế là quả lựu đạn được thả từ độ cao vài chục mét đã rơi trúng cửa xe tăng. Điều này cho thấy khả năng điều khiển UAV của phía Nga rất điêu luyện. T-72B3 được giới chuyên gia phương Tây gọi là xe tăng bay vì tính cơ động cao trên chiến trường. Nó là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B. Hỏa lực của T-72B3 được nâng lên đáng kể nhờ việc trang bị pháo nòng trơn 125mm với khả năng bắn các loại đạn xuyên giáp Shrivenes và Shrivenes-1. Ukraine chưa bình luận về những hình ảnh do phía Nga công bố. Tiếp tục với những cập nhật trên chiến trường, sau khi Kiev tuyên bố bắn rơi một máy bay ném bom Su-34 của Moscow, Điện Kremlin ngay lập tức đã thực hiện hành động trả đũa. Nước này tuyên bố đã bắn hạ hai trực thăng Mi-8 của đối phương, cùng với đó là nhiều khí tải, đạn dược khác. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 4 tháng 3 thông báo, hai trực thăng Mi-8 của Ukraine bị máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Nga bắn hạ gần khu vực Suvorovo ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và khu vực Pokrovskoy ở Dnepropetrovsk. Thông báo được đưa ra sau khi một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy trực thăng Mi-8 và Mi-17B5 của Ukraine bắn vào các vị trí của Nga ở miền đông Ukraine. Theo tướng Konashenkov, một máy bay trực thăng Mi-8 khác, hai tên lửa HIMARS và 11 máy bay không người lái Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trong 24 giờ qua. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 3 tháng 3 tuyên bố, một cường kích bom Su-34 của quân đội Nga đã bị lực lượng phòng không nước này bắn rơi tại khu vực Nikopol. Theo một số nguồn tin, máy bay rơi gần thành phố Enaskievo sau khi trở về từ một nhiệm vụ chiến đấu ở gần khu vực do Nga kiểm soát tại Donetsk. Khi bị bắn hạ, máy bay của Nga do hai phi công điều khiển và một trong số họ đã thiệt mạng. Giao tranh dữ dội đã xảy ra tại tử địa miền đông Bakhmut trong suốt nhiều tháng qua. Đến nay, các lực lượng Nga đã đến gần hơn với việc chiếm thành phố chiến lược vốn đã bị tàn phá hoàn toàn. Trước thực tế nguy kịch, quân đội và dân thường Ukraine được cho là đã chạy khỏi địa ngục trần gian này. Theo New York Post, ít nhất một phụ nữ đã thiệt mạng và hai người đàn ông bị thương nặng khi cố gắng băng qua cây cầu tạm rời khỏi Bakhmut ở vùng Donbass, miền đông Ukraine do giao tranh dữ dội. Trong một bản cập nhật tình báo hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hai cây cầu trong thành phố đã bị phá hủy chỉ hai ngày trở lại đây, bao gồm một cây cầu nối tuyến đường tiếp viện chính cuối cùng của quân đội Ukraine tại Bakhmut với thành phố Chashibya. Báo cáo lưu ý, quân đội Ukraine bên trong Bakhmut đang phải chịu áp lực ngày càng lớn khi cả quân đội Nga lẫn lực lượng đánh thuê Wagner đang tiến vào vùng ngoại ô và có thể tấn công vào trung tâm thành phố từ ba phía. Một chỉ huy của quân đội Ukraine yêu cầu giấu tên nói với truyền thông rằng
hiện tại quá nguy hiểm đối với dân thường để rời khỏi Bakhmut bằng các phương tiện cơ giới và thay vào đó mọi người phải chạy hoặc đi bộ. Một nhóm phóng viên ở gần Bakhmut hôm thứ Bảy đã nhìn thấy một cây cầu phao do binh lính Ukraine thiết lập để giúp một số cư dân chạy đến ngôi làng Kramov gần đó. Sau đó họ thấy ít nhất 5 ngôi nhà bốc cháy bởi các cuộc tấn công ở Kramov. Cũng theo giới chức tình báo quốc phòng Anh, tại Bakhmut, Moscow đã sẵn sàng cho các cuộc trận đánh giáp lá cả để giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực. Nước này đã và đang trang bị cho các binh sĩ tại đây một số thiết bị chuyên dụng, tổ chức nhiều đội hình tiến công khác nhau với mục tiêu áp sát các chốt phòng ngự đối phương. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine ngày 5 tháng 3, Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết, cơ quan này đã ghi nhận những tín hiệu cho thấy các trận chiến giáp lá cà có thể sẽ được tiến hành tại trào lửa Bakhmut ở miền đông Ukraine trong thời gian tới. Theo đó, lực lượng dự bị Nga đã được tổ chức thành các đội hình tiến công với mục tiêu áp sát các chốt phòng ngự của Ukraine. Binh sĩ Nga tại Bakhmut cũng được trang bị thêm các vũ khí chuyên dụng loại nhỏ, bao gồm cả xẻng quân dụng MPL-50. Đây là một loại trang bị đặc biệt trong biên chế quân đội Nga. Với chiều dài khoảng 50cm và phần lưỡi rộng 15cm, binh sĩ Nga có thể sử dụng xẻng MPL-50 để đào công sự. Ngoài ra, với thiết kế phần lưỡi nặng và phần cán gỗ nhẹ, xẻng này cũng có thể được dùng như mũi tên hay rìu trong cận chiến. Giới chức tình báo Anh khẳng định, việc thay đổi chiến thuật tại Bakhmut cho thấy lực lượng pháo binh Nga tại trào lửa miền đông Ukraine đang gặp vấn đề thiếu đạn dược trầm trọng. Những bằng chứng gần đây cho thấy nhiều khả năng các cuộc giao tranh cận chiến sẽ được diễn ra tại Bakhmut. Đây được xem là kết quả của việc chỉ huy quân đội Nga muốn tiếp tục tiến hành tấn công bằng bộ binh mà không có sự yểm trợ mạnh mẽ từ pháo binh do thiếu đạn dược. Bộ Quốc phòng Anh viết nhận định. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí cạn kiệt, Mỹ và đồng minh đang tranh luận về cách thức tăng cường sản xuất vũ khí, đạn dược kể từ sau chiến tranh lạnh. Nguyên nhân gây ra điều này là do các nước phương Tây đã viện trợ quá nhiều cho Ukraine, mà Ukraine lại tiêu hao đạn dược với tốc độ chóng mặt. Khi Ukraine sắp hết những loại đạn dược cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và kho dự trữ vũ khí của phương Tây ngày càng cạn kiệt, một số nước ủng hộ nhiệt tình nhất cho Kiev, trong đó có Mỹ, Estonia, đang gây sức ép buộc các đồng minh châu Âu đẩy mạnh việc sản xuất vũ khí. Estonia đã đưa ra đề xuất đầy tham vọng, khiến châu Âu tăng gấp 7 lần sản lượng đạn pháo 155mm từ 240.000 hoặc 300.000 quả đạn mỗi năm lên tới 2,1 triệu quả đạn mỗi năm. Chi phí sản xuất dự kiến lên tới gần 4,25 tỷ đô la Mỹ. Các nước thành viên châu Âu sẽ hợp tác trong việc mua chung và chia sẻ số lượng đạn pháo này. Nếu đề xuất được thực thi, châu Âu có thể đẩy nhanh tốc độ đáp ứng nhu cầu đạn dược của Ukraine. Thời gian sẽ được rút ngắn lại từ 4 năm theo dự kiến ban đầu xuống còn 6 tháng. Phát biểu với NBC, Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu cho biết, ông đã thảo luận đề xuất này với một số người đồng cấp châu Âu tại New York, Mỹ. Mặc dù tin tưởng đề xuất sẽ nhanh chóng được thông qua, nhưng ông Urmas Reinsalu nói rằng châu Âu không thể lãng phí thời gian. Phương thức được thực hiện có thể khác biệt, nhưng điều quan trọng là việc tăng cường sản xuất vũ khí cần phải diễn ra nhanh chóng. Một số nhà phân tích cho rằng việc sản xuất đạn pháo ở Mỹ và châu Âu đang rơi vào thời điểm khủng hoảng. Ông Andriy Ragorodinok, cố vấn của chính phủ Ukraine về mua sắm vũ khí cho biết, nếu việc sản xuất vũ khí của Mỹ và châu Âu vẫn ở mức cũ hoặc chỉ cao hơn một chút, chúng tôi sẽ cạn kiệt kho dự trữ đạn dược trong năm nay. Ở những diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không khó giải quyết xung đột ở Ukraine nếu ông tái đắc cử vị trí nguyên thủ quốc gia. Theo ông Trump, giải quyết xung đột ở Ukraine có thể và nên được thực hiện chỉ trong vòng một ngày. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Trump nói hôm 4 tháng 3 cho hay, cựu Tổng thống Mỹ muốn đảm bảo đây sẽ không phải là một nhiệm vụ khó khăn, điều này có thể được thực hiện trong vòng 24 giờ nếu mọi người biết họ cần phải làm gì. Đồng thời, ông Trump từ chối cho biết chính xác kế hoạch của ông là gì và ông dự định thực hiện hành động như thế nào. Ông cho hay, việc tiết lộ thông tin này sẽ không cho phép ông hiện thực hóa kế hoạch và chấm dứt xung đột. Theo cựu Tổng thống Donald Trump, một chiến thắng cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga có tầm quan trọng lớn hơn nhiều đối với các quốc gia châu Âu hơn là đối với Mỹ. Đồng thời, ông tự hỏi tại sao chính quyền của người kế nhiệm Đảng Dân Chủ Joe Biden lại tài trợ cho Kiev với số lượng lớn như vậy. Về vấn đề này, ông Trump lưu ý, Washington đang phân bổ hàng nghìn tỷ đô la Mỹ để cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau cho Kiev, trong khi các đồng minh châu Âu của Mỹ chỉ cung cấp một phần nhỏ số tiền này.
Ông Trump hứa rằng nếu ông tái đắc cử vào năm 2024, Washington sẽ không bao giờ bị lôi kéo vào các cuộc chiến vô nghĩa. Chuyển sang những tin tức khác trên thế giới, Bộ Ngoại giao Triều Tiên kêu gọi Liên Hợp Quốc và yêu cầu Mỹ, Hàn ngừng các cuộc tập trận quân sự chung đang khiến căng thẳng leo thang rất nguy hiểm. Reuters hôm qua đăng tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Kim Gon-yum cho biết, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cần thúc giục mạnh mẽ Seoul và Washington dừng lập tức các phát ngôn khiêu khích và các cuộc tập trận quân sự chung. Theo ông Kim Won-gum, các cuộc tập trận và tuyên bố của hai nước này đã đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên mức cực kỳ nguy hiểm. Tiếc là Liên Hợp Quốc đã liên tục im lặng trước các cuộc tập trận có bản chất gây hấn rõ ràng. Mỹ, Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc chưa bình luận về phát biểu của ông Kim Won-gum. Thưa quý vị, song song với lời kêu gọi, Bình Nhưỡng cũng đồng thời cáo buộc Washington đang làm sụp đổ các hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế. Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định việc nước này phát triển vũ khí hạt nhân là phản ứng cần thiết để đảm bảo cân bằng quyền lực ở khu vực. Hãng tin KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhận định, bán đảo Triều Tiên đang biến thành thùng thuốc nổ và bãi tập chiến tranh lớn nhất thế giới do kế hoạch mở rộng quân sự mà Mỹ và những nước ủng hộ dẫn đầu. Tuyên bố cho rằng, những bước đi gần đây của Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy hoạt động tích lũy sức mạnh quân sự của Mỹ và những nước đi theo đang vượt quá giới hạn nguy hiểm và không thể được tha thứ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc thông báo về triển khai đợt tập trận quy mô lớn mang tên Lá chắn tự do kéo dài từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3. Nhằm tăng cường thế trận phòng thủ phối hợp của hai quốc gia đồng minh tập trung vào điều họ gọi là sự gây hấn của Triều Tiên. Phát ngôn viên lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Isaac Taylor nói với các cuộc tập trận diễn ra thường kỳ và hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Ngược lại, Bình Nhưỡng cho rằng những cuộc tập trận như vậy là bằng chứng cho thấy Mỹ và các đồng minh mang tư tưởng thù địch và muốn thay đổi chế độ ở Triều Tiên. Thưa quý vị, căng thẳng ở eo biển Đài Loan vẫn chưa hạ nhiệt kể từ tháng 8 năm ngoái. Trong ngày hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ tiếp tục nỗ lực thống nhất Đài Loan bằng các biện pháp hòa bình, bất chấp căng thẳng và đe dọa trong khu vực. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu trước 3.000 đại biểu tại kỳ họp Quốc hội khai mạc hôm 5 tháng 4 ở Bắc Kinh. Ông nói, chúng ta nên thúc đẩy sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ xuyên eo biển và đẩy mạnh quá trình thống nhất hòa bình ở Trung Quốc. Ông Lý khẳng định, Bắc Kinh vẫn tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc, trong đó nêu rõ Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng nhấn mạnh cam kết của chính quyền Trung Quốc nhằm thực hiện các nước đi kiên quyết phản đối sự độc lập của Đài Loan. Đáp lại phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan tuyên bố hòn đảo không phụ thuộc vào Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi Trung Quốc xử lý các vấn đề xuyên eo biển một cách thực tế với thái độ hợp lý, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TVGS nâng tầm kiến thức trong chiều ngày hôm nay, ngày 6 tháng 3. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị có một tuần mới thật nhiều năng lượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.